Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin thời sự ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, công tác tại huyện Sìn Hồ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 giữa Ban chỉ đạo cấp tỉnh với các địa phương nhằm thống nhất chỉ đạo phối hợp triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, hiệu quả. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Theo đó, các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023. Chấm thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2023. Hoàn thành xét tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 20 tháng 7 năm 2023. Đến thời điểm hiện tại, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.024.063 thí sinh, trong đó thí sinh tự do là 37.841 thí sinh, chiếm 3,69%. Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 47.769 thí sinh, chiếm 4,66%. Thí sinh chỉ xét tuyển đại học là 34.155 thí sinh, chiếm 3,33%. Thí sinh xét tốt nghiệp cộng với tuyển sinh là 943.340 thí sinh, chiếm 92,91%. Các thí sinh sẽ tham gia tại 2.273 điểm thi với 44.661 phòng thi. Qua kiểm tra tại 12 địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các địa phương, đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khắc phục những khó khăn, hạn chế của mỗi vùng. Yêu cầu các địa phương bố trí khu vực sao in đề thi và bảo quản sử dụng đề thi tại các điểm thi đáp ứng an toàn, bí mật. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành địa phương, phối hợp đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm trong tất cả các khâu trong kỳ thi. Các địa phương chủ động xây dựng các phương án dự phòng và kịch bản để tổ chức kỳ thi khi có tình huống bất thường về thiên tai, dịch bệnh hoặc các vấn đề khác phát sinh hoặc dự báo có thể phát sinh. Tại Lai Châu, đến thời điểm hiện tại, có 3.838 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 1.077 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp, 2.553 thí sinh đăng ký dự thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, 209 thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học. Tham dự tại 21 điểm thi chính thức với 212 phòng thi, công tác chuẩn bị thi đã sẵn sàng. Địa phương đã chủ động xây dựng phương án kịch bản, sẵn sàng ứng phó với thời tiết mùa mưa lũ, ứng phó với sự cố bất thường, đảm bảo an ninh cho tất cả các thí sinh và cán bộ tham gia làm thi tại các địa điểm thi. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ. Tại xã Sa Dê Phìn, đồng chí đã đến thăm mô hình trồng cây sâm Lai Châu trong hệ thống nhà màng của công ty Sao Đỏ và công ty cổ phần công nghệ cao Thái Minh. Đồng chí đã đánh giá rất cao hướng phát triển cây sâm trên địa bàn. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương thì cây sâm là một trong các loại cây để xã nhân rộng gắn với phát triển du lịch trong thời gian tới. Làm việc với Đảng bộ xã Sa Dê Phìn, sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy xã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, công tác chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sa Dê Phìn. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung đánh giá sát các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội một cách chính xác, tìm ra những tồn tại, hạn chế để đưa ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng đoàn đã đến thăm nông trường cao su Lùng Thàng và làm việc với Đảng ủy xã Nậm Tâm. Đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn. Tại trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023.
Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Viết Mạnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập báo Lai Châu, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh cùng hơn 90 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu. Tại buổi gặp mặt đã ôn lại lịch sử truyền thống 98 năm ra đời và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo Lai Châu của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực tuyên truyền, phản ánh sinh động, kịp thời các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế xã hội, phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình giám sát, quản lý xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương trình gặp mặt còn là dịp để tôn vinh, động viên, cổ vũ các nhà báo, hội viên tiêu biểu tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Phát động hội viên có nhiều tác phẩm hay, chất lượng hấp dẫn, người nghe, người đọc, người xem tích cực tham gia các giải báo chí của địa phương, của trung ương. Hướng dẫn hội viên làm hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh trao giấy chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022 của tác giả, nhóm tác giả, trao giấy khen cho 8 hội viên nhà báo xuất sắc năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có tổng số là 3.511 học sinh hệ trung học phổ thông và 205 học viên hệ giáo dục thường xuyên. Để đảm bảo cho một kỳ thi an toàn thành công, đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao, ngành giáo dục và đào tạo cùng các địa phương đã có những chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ công tác chỉ đạo ôn tập đến việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất an ninh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, huyện Than Uyên có 650 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 383 thí sinh chỉ dự thi xét tốt nghiệp, 267 thí sinh tốt nghiệp và xét điểm cao đẳng đại học. Huyện có 4 điểm thi chính thức, 4 điểm thi dự phòng với tổng số 35 phòng thi. Đến nay, cơ sở vật chất của tất cả các điểm thi chính thức và dự phòng đều đảm bảo theo quy chế thi. Huyện Than Uyên cũng như các nhà trường đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó, khắc phục điều kiện về thời tiết, giao thông, phương án dự phòng. Đề nghị các nhà trường quan tâm nắm bắt tâm tư của các em học sinh, tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh, tạo mọi điều kiện cho các thí sinh bước vào kỳ thi không bị áp lực. Số học sinh trên địa bàn huyện của chúng tôi tham gia thi lần này thì có 650 thí sinh trên 35 phòng thi và ở 4 điểm thi. Thế và qua công tác chỉ đạo, kiểm tra thì chúng tôi cũng đã thấy được công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, về đảm bảo các cái cơ sở vật chất cũng đã đảm bảo đủ điều kiện để cho công tác thi. Về công tác chuẩn bị cho học sinh cũng như là tổ chức thì các trường cũng đã tổ chức ôn luyện và thi thử thì kết quả cũng khá là đảm bảo. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu đã thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo quy chế thi, chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi và nhập dữ liệu vào phần mềm thi theo đúng quy định trong lịch công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, tăng cường công tác ôn thi, tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh hoàn thành chương trình dạy học. Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức ôn thi cho học sinh tại các huyện, thành phố và kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi. Xây dựng kế hoạch nuôi, giữ học sinh trong thời gian tham dự kỳ thi đảm bảo an toàn. Trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực phục vụ kỳ thi, xây dựng các phương án dự phòng cụ thể để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Chỉ đạo 21 đơn vị trường được chọn làm địa điểm thi chính thức và 23 đơn vị trường chọn làm 21 điểm thi dự phòng. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có nhiều điểm mới được áp dụng như là quy định chặt chẽ hơn những vật dụng cho phép thí sinh được mang vào phòng thi, quy định việc đăng ký trực tiếp đối với các thí sinh tự do, đều đã được áp dụng thực tiễn qua kỳ thi thử. Giáo dục đào tạo cũng đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, về kinh phí để tổ chức thi, cũng như là chỉ đạo các cái đơn vị chuẩn bị đầy đủ cái cơ sở vật chất, các cái điều kiện phục vụ cho thi. Năm nay thì
tỉnh Lai Châu chúng ta thì có 21 điểm thi, và đến thời điểm này thì ngành cũng đã tổ chức các cái đoàn đến để kiểm tra và đánh giá chung. Đến thời điểm này thì các cái đơn vị đã chuẩn bị khá là chu đáo để trong thời gian tới này sẽ chủ động để tổ chức kỳ thi diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, toàn tỉnh có 1.510 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp, 1.987 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, 174 thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học. Kết quả, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của tỉnh đạt 99,08%, tăng 0,25% so với kỳ thi năm 2021. Mục tiêu giữ vững và phấn đấu nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 so với năm 2022. Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện, hiệu quả, công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học của các nhà trường trong kỳ thi trước, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất triển khai các giải pháp trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn chú trọng đến việc đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, ứng dụng những kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh. Vì vậy, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu và nhận được sự tin tưởng hài lòng của người bệnh. Phản ánh của phóng viên Thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoa chẩn đoán hình ảnh là một trong những khoa phòng có hệ thống máy móc được trang bị hiện đại bậc nhất của bệnh viện. Hiện khoa có hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp vi tính, hệ thống X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4D, máy đo loãng xương. Với 5 bác sĩ và 14 kỹ thuật viên hàng ngày tiến hành chụp chiếu cho hàng trăm lượt bệnh nhân. Để nâng cao được trình độ phục vụ tốt nhất nhu cầu của bệnh nhân, các cán bộ trong khoa đã thường xuyên cập nhật kiến thức, chủ động thực tập sử dụng máy móc thiết bị, đồng thời được cử đi học hỏi kinh nghiệm từ các bệnh viện tuyến trung ương. Tại khoa chẩn đoán ảnh đã được trang bị các thiết bị máy móc hiện đại như máy chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính đa dãy, máy siêu âm 4D, hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số. Qua những cái thiết bị trên thì đã kịp thời phát hiện những tổn thương sớm cho bệnh nhân, qua đó có những phương án xử lý sớm để bệnh nhân tránh được những cái biến chứng sau này. Thế thì song song với cái việc trang bị các thiết bị hiện đại thì thường xuyên ban giám đốc cũng cử những kíp bác sĩ cùng các kỹ thuật viên xuống những bệnh viện tuyến trung ương nhằm cập nhật những kiến thức và kỹ thuật về để triển khai khai thác triệt để và có hiệu quả những thiết bị đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Xác định việc đưa trang thiết bị hiện đại, những kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng. Do đó, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai nhiều kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh và đã mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, nhất là đối với những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa về đây khám và điều trị bệnh, giúp bệnh nhân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm chi phí khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của y bác sĩ không ngừng được nâng cao nhờ thường xuyên được cử đi học tập, nghiên cứu tại bệnh viện tuyến trên. Chúng tôi có cái kế hoạch đào tạo thay phiên nhau cử đi các bác sĩ, các điều dưỡng đi đào tạo tại các tuyến trung ương về cập nhật những cái kiến thức cũng như là những cái quy trình mới nhất của Bộ Y tế, cũng như là có những cái cập nhật mới của phần mềm thì chúng tôi sẽ cử người đi học và cũng như là đọc các cái kết quả về và cách sử dụng các cái máy móc cũng như là đọc kết quả cũng như và đào tạo cho tất cả các bác sĩ điều dưỡng trong bệnh viện cách sử dụng máy móc và đọc các cái kết quả đấy để giúp góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh được tốt hơn, trong thời gian tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục đề xuất với tỉnh trang bị thêm một số thiết bị mới, đồng thời cử cán bộ y bác sĩ đi học để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều kỹ thuật mới trong việc khám chữa bệnh, giúp người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, hạn chế phải chuyển tuyến đối với những ca bệnh khó, giúp tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cung ứng liên tục ổn định hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mùa mưa bão năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, đội quản lý thị trường số 5 chú trọng triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán chủ động nguồn hàng, tránh tình trạng khan hiếm, đội giá hàng hóa nhằm ổn định thị trường,
trong những tháng mùa mưa nhằm đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Xác định là địa bàn khó khăn xa xôi, vào mùa mưa, tình trạng sạt lở gây ách tắc giao thông thường xuyên sẽ làm ảnh hưởng tới việc cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Do đó, ngay từ cuối tháng 4, cửa hàng xăng dầu số 6 thuộc công ty xăng dầu Lai Châu đóng tại huyện Mường Tè đã lên kế hoạch và có phương án vận chuyển xăng dầu đảm bảo phục vụ trước mùa mưa bão. Trong đó, hàng ngày, cửa hàng đều đánh giá lại lượng tồn kho để đăng ký đơn hàng với công ty. Cùng với đó, khi có thông báo về những đợt mưa dài ngày, cửa hàng sẽ thực hiện vận chuyển trước số lượng xăng dầu vào địa bàn nhằm không để tình trạng khan hiếm xăng dầu xảy ra. Đối với cửa hàng xăng dầu số 6 huyện Mường Tè đóng trên địa bàn huyện Mường Tè thì luôn luôn đảm bảo về nguồn hàng dự trữ trong mùa mưa bão và luôn luôn đảm bảo về nguồn hàng cung ứng cho bà con trên địa bàn huyện Mường Tè. Và nguồn hàng thì trên đường thì chúng tôi luôn luôn có kế hoạch và vận chuyển làm sao phù hợp để huyện vào huyện Mường Tè sớm nhất có thể. Là địa bàn đi lại khó khăn nhất tỉnh, do đó dự trữ hàng hóa được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng chống thiên tai. Do đó, huyện Mường Tè đã thông báo đến các doanh nghiệp, chợ, hệ thống cửa hàng buôn bán kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, tổ chức dự trữ hàng hóa, vận động các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn tạm trữ các mặt hàng thiết yếu trong mùa mưa bão nhằm tiếp ứng nhanh nhất đến những nơi bị ảnh hưởng khi có mưa lũ xảy ra. Chuẩn bị phương tiện vận chuyển để khi có tình huống xảy ra, chủ động được nguồn cung ứng hàng hóa tại chỗ. Nhờ đó, trước mùa mưa, các cơ sở sản xuất kinh doanh buôn bán hàng hóa tại huyện đã lên đơn hàng và nhập mới hàng hóa. Trong đó chú trọng nhập các hàng hóa thiết yếu cao nhằm sẵn sàng phục vụ nhân dân trong mùa mưa bão. Hàng hóa của mình ở đây thì chủ yếu là phục vụ hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm ăn uống, phục vụ bà con. Còn nguồn gốc hàng hóa thì cứ nhập ở những cái nhà phân phối của ngoài tỉnh. Người ta vào kiểm tra hết cái gì người ta lại cung cấp vào. Cho nên là chủ yếu phục vụ là đầu mùa mưa thôi mà. Cũng phải chuẩn bị hàng hóa, giá cả mọi cái đầy đủ để phục vụ bà con cho nó tốt. Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 5 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn đã kiểm tra được 70 vụ việc, trong đó phát hiện và xử lý 15 vụ vi phạm. Chủ yếu các lỗi vi phạm như là vi phạm niêm yết giá, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng giả nhãn hiệu và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tăng vật hàng hóa tịch thu là trên 72 triệu 700 nghìn đồng. Xác định mùa mưa với địa bàn khó khăn, tình trạng sạt lở có thể gây gián đoạn cho việc cung ứng hàng hóa phục vụ cho người dân. Do đó, đội quản lý thị trường số 5 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các huyện, quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền các nhà phân phối, cũng như là các cửa hàng kinh doanh, buôn bán, chủ động nguồn hàng, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Ngoài ra, đội cũng thường xuyên kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như là xăng dầu và các loại thực phẩm nhu cầu cao nhằm bình ổn giá cả trên thị trường, tránh tình trạng khan hiếm hàng hóa, cũng như là kẻ xấu lợi dụng, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc và hàng kém chất lượng vào địa bàn tiêu thụ. Từ đó đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân. Đội cũng tăng cường bố trí kiểm soát viên, phân công bố trí địa bàn, bám sát từ địa bàn và đặc biệt là trên những cái khâu lưu thông hàng hóa thì chủ yếu là của những cái nhà phân phối có uy tín của tỉnh Lai Châu nhập mà mang vào huyện Mường Tè. Thì thông qua những cái chương trình kế hoạch đã được phê duyệt và những cái đột xuất theo những cái nguồn tin báo thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, thì qua những cái giám sát hàng hóa và kiểm tra đó thì những cái hàng hóa đã vào đến Mường Tè đủ để cung cấp chuẩn bị cho sắp tới những cái mùa mưa lũ sắp tới. Hiện tại đã bắt đầu bước vào mùa mưa, những tác động tiêu cực đến đời sống của người dân có thể xảy ra bất cứ khi nào. Vì vậy, việc đội quản lý thị trường số 5 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn và các ngành chức năng, doanh nghiệp chủ động dự trữ và cung ứng hàng hóa sẽ góp phần ổn định thị trường, ổn định cuộc sống của người dân khi có mưa bão, lũ lụt. Tận dụng tiềm năng lợi thế của địa phương, trong những năm qua, thông qua chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Tam Đường luôn quan tâm hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Hiện toàn huyện có trên 200 hộ chăn nuôi gia súc theo quy mô gia trại, trang trại. Trong đó có 9 cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung quy mô lớn, gồm 6 cơ sở chăn nuôi trâu bò trên 20 con, 3 cơ sở chăn nuôi lợn trên 200 con. Nhờ thay đổi nhận thức trong phát triển chăn nuôi tập trung đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện, cùng với đó giúp các hộ chăn nuôi thuận lợi cho việc chăm sóc và kiểm soát dịch bệnh cho đàn gia súc.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện trợ giúp pháp lý 254 vụ việc, tăng so với cùng kỳ năm trước 45 vụ việc, trong đó tập trung vào lĩnh vực hình sự 248 vụ việc, tăng so với cùng kỳ năm trước 47 vụ việc. Lĩnh vực dân sự hôn nhân và gia đình 5 vụ việc, tăng so với cùng kỳ năm trước 1 vụ. Đối tượng trợ giúp pháp lý chủ yếu là người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nạn nhân của hành vi mua bán người. Số lượng vụ việc thành công, hiệu quả là 41 vụ. Đặc biệt, các vụ việc được trợ giúp trong thời gian qua không để xảy ra khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.